huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức họp thành lập cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng. Theo đó, cơ sở cai nghiện ma túy được tận dụng cơ sở vật chất trường mầm non Long Giao cũ, thị trấn Long Giao, với phòng khám tiếp nhận cấp cứu, phòng lưu bệnh và khu vực quản lý riêng cho người nghiện ma túy chưa thành niên, phụ nữ, người mắc các bệnh truyền nhiễm, v.v., đầy đủ điện nước, hệ thống chữa cháy, xử lý nước thải, chất thải theo quy định. Đồng thời, đội ngũ nhân viên được đào tạo đảm bảo tiếp nhận người nghiện, các cơn, giải độc, cấp cứu, theo dõi sau các cơn, phục hồi sức khỏe và các điều kiện cần thiết theo quy định của Bộ Y tế. Sau thời gian cai nghiện tập trung theo đợt từ 7 đến 15 ngày, người nghiện được đưa về cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Để cơ sở thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng quy chế hoạt động của cơ sở và các quy định có liên quan, thành lập tổ hoạt động cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban dân các xã thị trấn lập hồ sơ để đưa người nghiện ma túy vào cơ sở tự nguyện, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và nơi cơ sở đóng chân.